xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn những chiếc xe mới nhất trong bộ sưu tập của mình. Hôm nay mình có rất nhiều đồ chơi các bạn ạ. Các bạn hãy theo dõi mình nhá. Bắt đầu mình có một chiếc xe gì đây? Ok, mình sẽ khui ra nhá các bạn nhá. Đây một chiếc xe rất là mới luôn, hoàn toàn mới nhá các bạn nhá. Các bạn đoán xem đây là xe gì nào? Wow, xin giới thiệu bạn, đây là một anh xe cứu hộ thang nhá. Wow, rất là ngầu luôn các bạn ơi. Bạn này có cabin màu hồng, khung sườn màu xanh này. Đó, và đây có một chiếc thang rất là dài và to luôn các bạn ạ. Đó, chiếc xe hàng của chúng ta 2 tầng nhá. Đấy, ngầu chưa? Đây, bên trong khoang cabin này có màu kem sữa nhá, rất là đẹp luôn. Mang biển số là 9806 nhá các bạn nhá. Rất là đẹp luôn. Xem có bánh đà không? Wow, có bánh đà luôn nhá, rất là đẹp nhá. Bạn này có 6 bánh các bạn ạ. Bạn này là cứu hộ thang các bạn ạ. Ngầu chưa? Đây là những chiếc ống đường dẫn nước này các bạn này. Đó. Và đây nhá, mình sẽ gá cái thang xuống lại. Đó. Đây là anh trôi của bác cứu hỏa sẽ lên trên này nhá. Ngầu chưa? Rất là đẹp nhá. Và đây là có những chiếc rìu này. Đó, chúng ta để làm nhiệm vụ nhá, rất là đẹp. Ok. Tiếp theo mình có một chiếc hộp rất là mới luôn các bạn này. Đây, mang nhãn hiệu là Colt nhá. Đấy, các bạn đoán xem đây là một chiếc xe gì đây? Rất là ngầu luôn nhá. Bây giờ mình sẽ khui chiếc hộp ra các bạn xem này. Rất là mới luôn, xe rất là xịn luôn nhá. Wow, đây là một chiếc xe mô tô của anh cảnh sát nhá. Có màu xanh trông rất là đẹp này. Đấy, ngầu chưa? Mình sẽ bật lên cho các bạn xem nhá. Wow. Wow. Wow, một chiếc xe hóa thành siêu nhân các bạn ạ. Wow, lại biến hình này các bạn ơi. Đó, chiếc xe của chúng ta biến thành một anh siêu nhân nhá. Wow, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Ok. Đó, chiếc xe của chúng ta này có toàn bộ đèn màu xanh. Bên trên này có một anh siêu nhân đang điều khiển nhá. Đó, anh siêu nhân cảnh sát nha các bạn nhá. Ok. Tiếp theo nào, mình sẽ giới thiệu những chiếc xe mới nhất nữa nhá. Đầu tiên mình có một chiếc xe. Đấy, xin giới thiệu bạn. Đây là một chiếc xe máy múc nhá. Chiếc xe máy múc của chúng ta có toàn bộ đều là màu cam luôn. Bác lái xe cũng mặc bộ màu cam nhá. Rất là đẹp luôn. Bạn này có 4 bánh nhá. Có bánh đà này các bạn ơi. Ngầu chưa? Mình sẽ múc cam cho các bạn xem này. Wow. Chất chưa? Ok. Chiếc xe của chúng ta là mang biển số là 005 nhé các bạn này. Rất là dễ thương luôn. Có màu vàng trông rất đẹp nhá, di chuyển nhá. Và đây, xin giới thiệu bạn. Đó là một chiếc xe gì đây? Đó là một chiếc xe trộn bê tông đầu khủng long nhá. Bạn này có một màu xanh quân đội trông rất là đẹp này. Có chiếc đầu này, trông rất hung dữ nhá, có khuôn mắt này. Đấy, rất sắc bén luôn. Bạn này có 3 sừng nhá, 1, 2, 3, đó rất là đẹp luôn. Ngầu chưa các bạn ơi? Ok, di chuyển nhá. Và đây xin giới thiệu, đó là một anh xe cứu hỏa thang nhá các bạn nhá. Mình sẽ rút chiếc thang này ra, thêm dài này. Bạn này có toàn bộ đều là màu đỏ nhá, khuôn mặt đây. Cười rất là tươi các bạn này, super luôn nhá. Bạn này có 6 bánh nhá. Bạn này có biển số là 231568 các bạn ạ. Có màu đỏ rất là dễ thương luôn. Và ở trên đây là có một chiếc thang màu trắng này. Đấy, để cho chú lính cứu hỏa này leo lên đây này. Rất là ngầu luôn. Ok, mình sẽ cho bạn đi làm nhiệm vụ nhá. Rồi, tiếp theo là một anh xe gì đây? Xin giới thiệu bạn, đó là một chiếc xe tải nhá. Đó, chiếc xe tải của chúng ta đều có là màu xám luôn. Bên trong là có đèn nhấp nháy luôn các bạn ơi.
À, rất là xịn sò đúng không bạn ơi? À, bên cạnh đó là có hai ống xả màu đen này. Đây là gương chiếu hậu nhá. Và đây là bậc lên xuống của xe này. Đó. Đó, đây là chiếc cản để vận chuyển hàng hóa lên trên này nhá. À, mình sẽ múc lên mở cho bạn xem này. À, rất là rộng rãi luôn các bạn ạ. À, đóng vào nhá. Pin pin pin. Ok, chiếc xe và rất là đẹp luôn. Đó, mình sẽ di chuyển sang bên cạnh nhá. 1 3 tiếp theo nữa các bạn ơi. Xin giới thiệu đây là một chiếc xe lưng các bạn ơi. Chiếc xe lưng của chúng ta nâng được 5.000 kg. Đó, có màu đen trông rất là khỏe mạnh này. Đó, nâng lên nâng xuống này. Đó, đây là khoang lái nha các bạn nha. Super chắc luôn các bạn nha. Đó, màu có màu vàng rất là đẹp. Đó, chúng ta có 4 bánh luôn. Ê, ngầu chưa? Rất là đẹp nha. Ok, mình sẽ di chuyển bạn sang bên cạnh nha. Pít 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 pít. Ok, vào đây. Những chiếc xe của chúng ta đây. Đó là xe gì? Xin giới thiệu, đây là một chiếc xe máy múc này. Wow, chiếc xe máy múc của chúng ta có màu xanh này. Rất là đẹp luôn, có khuôn mặt cười rất là dễ thương nhá. Đó, mình sẽ múc thử cát cho bạn xem này. Đó. Chúng ta có chiếc cần máy múc hoạt động rất là linh hoạt nhá. Đó. Đó, bên trên là khoang lái và bên dưới là khoang lái để điều khiển chiếc cần trục này các bạn này. Bản này có bánh xe màu xanh trông rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đó, bản này có biển số là 307 nhá, rất là ngầu luôn. Ok, rất là xịn nhá. Rồi mình sẽ di chuyển bạn đi nhá. In. Tiếp theo hãy tiến gần lên đây nào. Wow, xin giới thiệu bạn, đây là một chiếc xe cứu hỏa phun nước nha các bạn nhá. Trông rất là ngầu luôn này. Đây, bạn này có toàn bộ đều là màu đỏ luôn các bạn ạ. Bạn này có 4 chiếc bánh nhá. À, 4 chiếc quái nhá. 1 2 3 4. Đó, rất là đẹp luôn. Và bạn này có khoang lái này. Ôi, phần đầu trông rất là hầm hố luôn. Ngầu chưa? Bạn này có điểm nhấn là chiếc niềng màu xe màu đỏ nhá. Đấy, và đây là bình nhiên liệu của bạn này. Và đây là hệ thống vòi phun nước này. Rất là đẹp luôn. Và biển số là 969 nhé các bạn nhá. Rất là ok luôn các bạn ạ. Di chuyển nhá. In, in, in. Tiếp theo, đó là một anh xe gì? Xin giới thiệu, đó là một chiếc xe máy múc nhá. Wow, có màu vàng đẹp chưa đấy các bạn ơi. À, màu vàng nhá. Niềng xe màu vàng luôn. Bên trong là có bác lái xe cũng là đội nón màu vàng nhá. Rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ok, vào đây. Chúng ta có mua chiếc gì? Các bạn đoán xem. Wow, đây là một chiếc xe nâng các bạn ạ. À, rất là tuyệt vời luôn. Lên lên nào. Ok, rất là tuyệt vời luôn nhá. Chiếc xe nâng của chúng ta có toàn bộ đều là màu vàng này. Chiếc nâng của chúng ta cũng có màu vàng luôn. Có 6 bánh nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhá. Hai bên 3 bánh luôn là tổng là 6 bánh các bạn nhá. Bên trong khoang lái là có một khoang nội thất trông rất là đẹp luôn các bạn ạ. Xịn sò luôn các bạn nhá. Ok, tiếp theo này. À, nhân vật cuối cùng của chúng ta. Đó là một chiếc xe gì? Xin giới thiệu, đây là một chiếc xe máy ủi nhá. Đó, bạn này có chiếc ủi màu vàng này và hệ thống khoang lái là màu đỏ nhá, hai ống xả màu đen luôn, trông rất là một sự kết hợp màu sắc rất là hoàn hảo. Và đây là đó là một chiếc xe, chiếc niềng xe màu vàng luôn, biển số là 6655 nhá. Ok, vừa rồi mình giới thiệu những chiếc xe mới nhất trong bộ sưu tập của mình, các bạn thấy hay cho mình nút like nhá, bye bye.